chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ nhóm thanh niên dùng xẻng hỗn chiến tại phố Lò Đúc, mới đây công an quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ 18 đối tượng. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm trực tiếp ra tay khai nhận vào thời điểm đó, thanh niên này suy nghĩ hơi bồng bột nên không kiềm chế được cảm xúc hành động. Ngày mùng 5 tháng 3, công an quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội đã bắt giữ 18 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phố Lò Đúc Nghi phạm dùng xiển tấn công đối phương cụng ngã trên phố, được xác định là Tùng Linh, 18 tuổi quê Hải Phòng. Tại trụ sở điều tra, Linh khai tối ngày 3 tháng 3, thanh niên này cùng nhóm bạn đi xe máy trên đường thì bị một nhóm khác nghi ngờ nhìn đều. Sau đó, nhóm đối thủ đuổi theo nhóm của Linh đến số 49 lò đúc. Tại đây, hai xe trong nhóm của Linh bị đối thủ tấn công. Thấy vậy, Linh và đồng bọn lao tới, hai bên sau đó chửi bới. Linh cho hay, nhóm đối phương có một xe tông vào nhóm mình nên bị ngã. Sau đó, nhóm Linh mới lao vào ẩu đà. Linh cho biết bản thân đã dùng xẻng để tấn công người bị ngã. Cũng theo lời khai của Linh, lúc đấy do đối tượng suy nghĩ hơi bồng bột nên đã không kiềm chế được cảm xúc, hành động. Linh tự khai nhận hành vi của mình là sai trái, mất kiểm soát. Thông tin thêm về vụ việc, Công an Hà Nội cho biết 18 đối tượng nêu trên thuộc hai nhóm. Trước đó tối ngày 3 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên khoảng 5-7 người có hành vi tấn công hai nam thanh niên khác Bên cạnh đó, một thanh niên khác trong nhóm tiếp tục dùng gậy truy đuổi một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm khác. Sau đó, cả nhóm người trên cũng lao vào tấn công nam thanh niên đội mũ bảo hiểm. Hiện công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác định rõ hành vi để xử lý những người này theo quy định pháp luật. Thời gian qua trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến cho dư luận không khỏi lo lắng. Điển hình như vào năm 2023, tại Tiền Giang cũng đã từng ghi nhận vụ hàng chục thanh niên sách theo hàng nóng cùng với nhiều hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trong đêm. Cuộc ẩu đả này được đánh giá là vô cùng nghiêm trọng vì các đối tượng đều là những tay anh chị giang hồ, điều lĩnh và vô cùng manh động. Chiều ngày 29 tháng 7, công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cảnh sát hình sự tỉnh phối hợp với công an thành phố Mỹ Tho tiến hành lấy lời khai phân loại nhóm thanh niên trên nhiều ô tô, các dấu hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trở về bị bắt giữ. Một số đối tượng khai nhận tham gia khi được điện thoại rủ đi nhưng chưa gây án đã rút về. Khoảng 1 giờ 40 phút ngày 29 tháng 7, công an nhận được tin báo có băng thanh niên đi trên nhiều ô tô du lịch mang theo hung khí đến Bệnh viện Quân y K120 thuộc địa phận phường 6, thành phố Mỹ Tho để giải quyết. Do không gặp nhóm đối tượng từ nơi khác, nên một số người này đã lên xe chạy về hướng cầu Rạch Miễu, đi về tỉnh Bến Tre. Xác định đây là số đối tượng có số má, cho vay nặng lãi, hoạt động liên tỉnh Lập tức Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát 113 Tiền Giang triển khai lực lượng chốt chặn dưới chân cầu Rạch Miễu thuộc địa phận thành phố Mỹ Tho, châu đoàn xe xuất hiện. Dù điều kiện thời tiết có phần không thuận lợi khi mưa liên tục không ngớt, thế nhưng lực lượng công an vẫn bám chốt trên cầu, chặn các phương tiện giao thông khác, tránh tình trạng xảy ra thương vong cho người vô tội. Đúng như dự đoán, 10 phút sau, hai chiếc ô tô 4 chỗ mang biển số 71A-12228 và 71A-06564 vừa vượt lên khỏi chân cầu 20m. Phía sau là ba ô tô 4 chỗ và một ô tô 7 chỗ bám theo cũng bắt đầu lên dốc cầu. Lực lượng công an đưa phương tiện chốt chặn, vây kín cả hai phía dưới và trên cầu không để các xe đi qua các tài xế phát hiện công an lập tức dừng lại, một số mở cửa nhảy xuống đã bị bắt lại. Nhiều đối tượng chưa chấp hành yêu cầu rời khỏi phương tiện, buộc công an đã bắn chỉ thiên để khống chế. Số đối tượng bị tạm giữ từ 24 đến 36 tuổi, hiện ngủ ở Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, nhưng có mối quan hệ với nhau, phần lớn đều xăm trổ. Các đối tượng bị yêu cầu rời khỏi xe, nằm úp mặt xuống đường. Sự kiện vây bắt nhóm đối tượng hung hãn đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Khu vực cầu Rạch Miễu trở nên ách tắc do người dân hiếu kỳ tập trung lại để quay phim chụp ảnh. Lực lượng chức năng đã phải liên tục điều phối giao thông, đồng thời di tản các đám đông tập trung. Đại diện Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, qua làm việc, gia đình nhóm thanh niên này có độ tuổi từ 24 đến 36 tuổi, hầu hết sinh sống tại Bến Tre. Chỉ có vài đối tượng dân Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp nhưng có mối quan hệ với nhau, phần lớn đều xăm trổ. Kiểm tra các xe ô tô, cảnh sát hình sự thu giữ số tăng vật gồm 4 khẩu súng, 25 viên đạn, một quả nổ tự chế, một bình xịt hơi cay, một áo khoác lót chống đạn, năm dao bấm, hai túi ni lông chứa chất bột nghi là ma túy, 11 điện thoại di động và một số công cụ khác. Xét nghiệm nhanh, cơ quan công an phát hiện 16 người dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng cúi đầu thừa nhận hành vi. Các đối tượng khai do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong việc cho vay và thanh toán tiền vay mượn. Hai bên hẹn gặp nhau ở bãi đất trống gần bệnh viện quân y K120, tọa lạc ở phường 6 thành phố Mỹ Tho để nói chuyện. Để tự bảo vệ, nhóm đối tượng chuẩn bị đầy đủ hung khí, kể cả súng, nếu xảy ra bất chắc sẽ hỗn chiến. Tiến hành test nhanh, có 16 đối tượng dương tính với chất ma túy. Bước đầu công an xác định kẻ cầm đầu cũng là người quan trọng trong băng nhóm trên là đối tượng Hồ Thiết Tường, 28 tuổi, ngụ ở thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mò Cây Bắc, tỉnh Bến Tre. Mở rộng vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà của đối tượng Tường, công an thu giữ hai viên đạn, một trái nổ tự chế, hung khí tự chế. Chiều ngày 30 tháng 7, Cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã có quyết định tạm giữ hình sự 31 đối tượng để mở rộng điều tra, làm rõ hành vi gây rối, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là nhóm bị bắt giữ hai ngày trước đó trên cầu Rạch Miễu thuộc địa phận thành phố Mỹ Tho liên quan tới vụ hẹn giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở tỉnh Vĩnh Long. Do vụ án liên quan tới nhiều đối tượng và nhóm thanh niên ở tỉnh Vĩnh Long, Công an Tiền Giang tập trung điều tra mở rộng hoạt động của băng nhóm tội phạm này. Trước đó tại Quảng Bình, một vụ hỗn chiến tương tự đã gây rúng động dư luận bởi sự manh động bất chấp của nhóm đối tượng. Thông tin chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến gây náo loạn đường phố hình ảnh nhóm thanh niên lao vào nhau khiến dư luận không khỏi cảm thấy hoảng sợ ngay lập tức đoạn video trên được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội theo chủ nhân tài khoản đăng tải đoạn video vụ việc trên xảy ra tại sân vận động thị xã ba đồn nguyên nhân được người có mặt tại hiện trường chia sẻ là do hai nhóm có mâu thuẫn từ trước nên hẹn nhau tại địa điểm trên để giải quyết ngày 4 tháng 7, Thượng tá Nguyễn Vũ Cương, trưởng Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, xác nhận lực lượng của đơn vị này đã truy bắt triệu tập và lấy lời khai của nhiều đối tượng dùng hung khí tham gia vụ huyết chiến làm một người bị thương. Cụ thể, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã truy bắt, triệu tập đấu tranh với 10 đối tượng liên quan. Ngoài ra, Cảnh sát đã lần theo dấu vết truy bắt thành công 7 đối tượng khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở thành phố Đà Nẵng và đang tiến hành di lý về địa phương.

đối với những nghi phạm bị bắt giữ cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn đang đấu tranh lấy lời khai và củng cố hồ sơ thượng tá cường cho biết thêm khi nhận thông tin xảy ra vụ việc giữa hai nhóm người ban đầu lực lượng công an đã có mặt để cảm hóa vận động tuy nhiên khi nhìn thấy sự việc căng thẳng đơn vị lập tức phối hợp với công an huyện quảng trạch bố trạch và huy động toàn bộ công an các xã phường sẵn sàng lực lượng để ngăn chặn ứng phó đề phòng các tình huống xấu xảy ra rất may chưa để lại hậu quả nghiêm trọng trả lời về hình ảnh một thanh niên bị tác động đến tách rời cánh tay được cho là nạn nhân trong vụ hỗn chiến thượng tá cương cho biết đây hoàn toàn là bịa đặt trong vụ việc trên chỉ có duy nhất một người bị thương do bị mảnh thủy tinh bắn trúng mắt đồng thời thượng tá cũng cảnh báo người dân cần tỉnh táo trước các thông tin trôi nổi trên mạng xã hội tránh chia sẻ lan truyền thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng Chiều ngày 4 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án. Đồng thời, Công an thị xã Ba Đồn đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình và Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Ba Đồn tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan và điều tra mở rộng. Hiện vụ nhóm thanh niên dùng sẻng hỗn chiến kinh hoàng ở Hà Nội vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý. Nhưng thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. thank you